Phải phải, tôi Dũng nè. Anh thấy cô làm việc không ok hả? Vậy để em đổi người khác cho anh nha. Nhưng theo hợp đồng, anh phải trả thêm một ngày lương cho cô, cộng với các chi phí xe ôm từ bến xe miền Đông lên là 300 ngàn nữa nha. Giờ em đổi người khác cho anh. Nhưng anh Tùng Khánh, chịu khó cho em xin 300 ngàn nữa nha. Thôi thôi, tôi không đổi người nữa đâu. Giả lại tôi cũng không cần giúp việc nữa. Tôi chỉ trả cho cô ấy ngày lương thôi. Rồi có gì á, bên anh trả lại tôi 1 triệu tiền cọc hợp đồng được không? Ý tôi... Alo. Alo. Trung tâm gì kỳ cục vậy? Công ty của cô là công ty ma. Cả cô cũng vậy nữa. Tôi đâu biết gì đâu. Ở trên sai làm sao thì dưới tôi làm gì. Tôi là phần ô xin bọt bèo mà. Cũng đúng. Ở trên nói sao, mình phải làm y chang như vậy, không là bị đuổi việc. Có trách á, là trách công ty. Cái này coi như á là tôi trả cho cô 1 ngày lương nha. Cô lấy đi. Cảm ơn anh. Ôi, cảm ơn gì? Nè, tôi nói cho cô biết, cô là ô xin lừa đảo. Đừng có thấy anh tôi hiền tính lừa anh tôi hả? Ê, cô ăn nói cho cẩn thận nha. Cẩn thận phải là cô mới đúng. Tôi báo công an rồi. Cái gì? Cô báo công an rồi hả? Không, quên quên. Thôi bỏ đi. Thôi khỏi bỏ. Sao vậy? Trời ơi, nhỏ này báo công an bị khùng hả? Mấy người báo công an rồi thì tôi khỏi báo. Hả? Mai hả? Thu xếp đồ đạc ra khỏi công ty lừa đảo đó, qua chỗ của tôi gấp, có phim coi. Dạ, tất cả thông tin về công ty ô xin lừa đảo mà tụi em quay lại được hết nè. Có gì tụi anh xử lý và tìm lại công bằng cho các gia chủ giùm tụi em nha. Ủa, nói vậy là hai cô cố tình diễn lừa đảo để giúp đỡ anh công an hả? Cô Mai và cô Yến đã giúp chúng tôi một phần trong việc thâm nhập và lấy bằng chứng phạm tội của bọn chân dắt người giúp việc lừa đảo. Đó, nghe chưa? Chuyện của Yến đòi tiền cũng là theo lệnh của bọn đó. Dạ, cảm ơn anh. Nhờ anh giải thích và xin lỗi các gia đình giùm. Cảm ơn sự hợp tác của hai cô. Dạ. Tôi xin phép. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Tôi đã trình báo với mấy anh công an rồi. Hai anh em bà lên công an phường gặp tụi lừa đảo, lấy tiền đặt cọc lại đi. Ừ. Tôi không phải lừa đảo đâu. Nghe rồi. Tại nãy tôi không biết cho nên là mới hiểu lầm cô. Cho tôi xin lỗi đi. À, Yến ơi, anh xin lỗi Yến. Trời, thôi, không có sao đâu. Mà nói nghe nè, tụi tôi cũng có công ty xin á, có gì hai người qua ủng hộ nha. Thôi, hai cô rảnh ghê luôn á. Hai người có công ty xin sao không làm? Tự nhiên tham gia vô công ty lừa đảo chi vậy? Thì bây giờ muốn trồng rau nuôi cá, phải dẹp hết cỏ, dẹp hết bùn, dẹp hết mấy công ty ô xin lừa đảo thì công ty ô xin thứ thiệt của tụi tôi mới làm ăn phát triển bền vững được. Chà, thì nhân dịp khai trương giảm giá 10%, có gì ủng hộ nha. Được, tôi sẽ là khách hàng đầu tiên của hai cô. Mà có nghe anh Dũng nói á, là bà sắp mở cái shop thời trang gì đúng không? Chắc cũng cần dọn dẹp nhiều lắm chứ hả? Rồi, khi mà mở xong là thuê công ty mấy người liền. Ừ, quá được luôn. Cảm ơn nha. Ô xin thứ thiệt, sẵn sàng phục vụ. Anh em tụi tôi sẽ ủng hộ hết mình luôn. Mà nè, cho tôi góp ý chút xíu nha. Tôi thấy cái tên công ty ô xin thứ thiệt á, nghe kỳ kỳ sao á. Tại vì thường á, mấy người đàng hoàng á, không có ai vỗ ngực xưng tên, nói mình á là chính nhân quân tử hết trơn á. Chúng ta nên tìm một cái tên nào đó thích hợp hơn. Một cái tên nào đó, thứ nhất là hot trend, còn không là bình dân dễ nhớ. À,
Không ấy mình đổi là ô xin bình dân đi được không? Ô xin bình dân hả? Chưa có hay. Ê, lấy tên ô xin quốc dân nha. Chà, được á. Được. Ô xin quốc dân, ân cần với ruột thịt. À, được á. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu công ty ô xin quốc dân, ân cần như ruột thịt. Từ nay chính thức đi vào hoạt động với công suất 1.000 giờ trong một ngày ở các gia đình. Chúng tôi sẽ cung ứng dịch vụ ô xin chuẩn 5 sao. Hãy để chúng tôi làm. Hành xương của các bạn là để tận hưởng. Tận hưởng, tận hưởng, tận hưởng. Hay quá, hay quá. Vừa hết pin luôn. Trời đất ơi, cái gì vậy? Đang vui quá trời tự nhiên hết pin làm sao? Trời ơi, nhưng mà lu rồi. Lu chưa? Lu rồi. Ôi, vậy là được rồi. Trời ơi, tưởng chưa lu. Nhưng mà tôi thắc mắc nè. Vậy? Bình thường cái ngày khai trương á, là bạn bè, khách khứa là tới là chúc mừng đông dữ lắm. Lặng qua là quá chừng. Sao vắng hoe? Có cái bình bông cúng vậy? Thì tại vì công ty mới mở mà. Ừ, mới với lại mở. Tụi tôi mới ra nghề, có quen biết ai đâu. Có ai đâu khách khứa. Ủa, nhưng mà tôi thắc mắc nha. Gì? Hồi nãy bà nói là 1.000 giờ trong một ngày. Rồi nhân viên đâu? Không có ai vậy? À, thì đây là giai đoạn đầu đang phát triển thôi. Cho nên là tụi tôi quan trọng chất lượng hơn là số lượng á. À, công ty có hai đứa à. Vừa vận hành, vừa mở công ty, vừa đi làm luôn. Wow. Bình thường mà. Mai mốt tụi tôi sẽ tuyển rất 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 nhiều nhân viên luôn. Tại vì cái nghề ô xin này rất hot. Nhà nhà cần, người người cần. Đó, ghê chưa? Nói cho bà vui nè. Mới khai trương thôi mà tụi tôi nhận được 20 mấy lời yêu cầu làm tại nhà rồi. Trời ơi, mới khai trương mà 20 mấy lời yêu cầu. Vậy là trộm vé nhà, may mắn lắm á nha. Chưa gì nữa. Ê, không mấy giờ bà mở hàng đi. Bà mời hai đứa tôi ở nhà bà làm ô xin đi. Ê, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Trời ơi, khỏi đi. Nhà tôi có ông anh ô xin rồi, không cần. Trời ơi, chán ghê á. Thôi, nhưng mà tôi thấy á, công ty của bà hôm nay khai trương mà 20 mấy cái hả yêu cầu là được rồi. Coi như với cương vị là một người bạn, tôi xin chúc cho công ty ô xin quốc dân phát tài. Yes. Mã đáo thành công. Yes. Sẽ là một công ty uy tín. Yes. Chất lượng, nhà nhà đều thích. Rồi có khách chưa? À, ủa cô, à, cô tới đây mời ô xin làm tại nhà hả? Dạ không. Vậy cô tới đây là để xin tuyển dụng phải không? Cũng không nữa. Ủa vậy à, cô tới đây làm gì? À, bà chủ bà thuê tôi đến đây giúp việc để lau dọn vào nhà cửa đó cô. Wow, ô xin quốc dân gặp giúp việc thứ thiệt, may mắn lắm nha. Chị ơi, em tới rồi nè, có gì chị xuống mở cửa giùm em với. Dạ đúng rồi, nhà đường số 10 nè. Gì? Đường số 10 quận 10 chứ không phải quận Thủ Đức hả chị? Ủa, sao hôm qua chị không nhắn rõ cho em? Để hôm nay em tới rồi lộn rồi. Trời ơi. Thôi chị ơi, nay em đi lộn mà chắc em qua bên quận 10 không kịp đâu chị. Mấy để ngày mai em qua nhà chị nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Dạ. Má ơi, căn nhà cũng đẹp dữ thần. Biết làm chừng nào mới đủ tiền xây căn nhà giống vậy nữa. Đây cô em. Ủa, sáng sớm xỉn à. Sáng quá. Em là người do mẹ anh đều tới đây đúng không? Gì vậy? Trời ơi, bị điên à? Cái gì mà ơi? Trả vợ đi coi. Sao trả được? Đây à, em muốn tìm chủ nhân ở trong căn nhà này đúng không? Đấy, thằng này là chủ nhân. Cầm.
cầm chìa khóa mở cửa vô phục vụ cho anh nha. Phục vụ nha. Mày biết gì phục vụ mày, phục vụ mày. Mày tỉnh đi. Ơi, con ghẻ này thích cái gu bạn là con được nghe cái gu anh rồi em ơi. Mày gì biến thái này, chủ điên biến thái. Mau hả?